็นกุ๊กสวัสดีค่ะวันนี้จีไอจีคลิปทีวีวันนี้นะคะมีเกมฟุตบอลระหว่างโคเรียกับอิหร่านนะคะแต่เขาแข่งกันที่สนามเตียสุรานนท์ที่จังหวัดสงขลาใช่ไหมแต่ครั้งก่อนเรากิ๊บไปที่สงขลาแล้วก็เทคไทม์นานมากกว่าจะแบบกว่าจะบินไปถึงกว่าจะต่อรถไปเนี่ยจะค่าโรงแรมอีกก็เลยต้องกลับมาปั๊มตังค์นะคะแต่วันนี้เราจะเชียร์กันติดขอบทีวีแล้วกันไม่ใช่ติดขอบสนามนะคะวันนี้แต่วันนี้ก็จะทำไฮไลท์ให้ดูด้วยนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ไปเชียร์ที่ขอบสนามก็ไม่เป็นไรแต่เราจะเชียร์ติดขอบทีวีกันละกันนะคะเคฮันมินกุ๊กกาลิซูซูxuất sắc cầm hòa đội bóng đương kim vô địch với và trọng tài thứ tư là ông Ahmed Faisal Al Ahly. Cơ hội dành cho các cầu thủ U23 Hàn Quốc vẫn đang là các cầu thủ áo cam. So với những lần dứt điểm của các nhà đương kim vô địch giải đấu, khá nguy hiểm. Có nỗ lực rất đáng khen ngợi bên phía hành lang cánh trái, đó chính là tiền vệ. Chúng ta cùng xem lại. Bóng chỉ cao hơn một bóng đá Iran làm được điều này. Hành lang cánh phải giữa bộ đôi bên phía U23 Hàn Quốc là U23 Hàn Quốc. Tuyến này khá nguy hiểm. Bên cạnh chân sút mới 18 tuổi đó là rất hay. Một pha phối để dứt điểm cuối cùng đó là Mehdi Gayedi. Và người đã có pha đi bóng và chuyền bóng bên phía cánh phải đó chính là đã cho gọi 3 cầu thủ có mặt trong đội tuyển quốc gia Iran. Một cú sút từ khoảng cách rất xa. Và tác giả của pha dứt điểm vừa rồi là số 19 Maing Seung Cao ở bảng C là đương kim vô địch U23 Uzbekistan. Những tình huống phối hợp nhanh và bàn bật của các U23 Hàn Quốc đang tỷ số 1-0 cho U23 Hàn Quốc và người vừa băng vào đó là số 11 Lee Dong Jun. Bàn thắng thứ hai của tiền đạo mang áo số 11 bên phía U23 Hàn Quốc ở vòng chung kết U23 châu Á năm nay. Được chăm sóc kỹ hơn bởi hàng phòng ngự của U23 Iran. Cơ hội. Bàn thắng quá đẹp. Người ghi bàn đó chính là Cho Quê Trung. Như vậy là cả hai tiền đạo của U23 Hàn Quốc ngày hôm nay đều đã lập công. Cú sút quá hiểm hóc. Thủ thành Habib Farabasi của Iran đã tung người hết cơ nhưng đã không thể cản phá được cú sút. Lee Dong Jun rất hay. Một cú sút chìm và nhắm vào góc Farabasi. Pha qua người rất hay của Lee Dong Jun. Không được, vẫn còn. À, rất xa của thủ mang áo số 2. Một cú sút thẳng, bóng đi. Omid. Cú sút của đội trưởng Omid không qua được hàng rào chắn áo đỏ. Hạn chế những tình huống tranh chấp để dẫn tới những tình huống phạm lỗi ở trước khu vực 16m50. Dứt điểm. Nhưng đó là một cú bắt vô lê đưa bóng đi. Siêu quân. Trước phòng ngự của tiền đạo Lee Dong Jun. Nguy hiểm. Và đã có bàn thắng chung kết tỷ số xuống còn 1-2. Pha ghi bàn là của Reza Zakari và kể từ giờ phút này trở đi thì trận đấu sẽ trở nên rất hấp dẫn khi cách biệt chỉ còn là một bàn và tinh thần của cao thủ Iran chắc chắn sẽ được lên cao sau cú đánh đầu rút ngắn tỷ số vừa rồi của Reza Zakari. Hàng phòng ngự của U23 Hàn Quốc đã đề hậu chung kết U23 châu Á năm nay. Các chân sút của các đội bóng này đều đã ghi bàn. Và sẽ lại là một cơ hội bóng bổng nữa dành cho U23 Qatar vẫn đang có tỷ số hòa là không đều. Nguy hiểm. Ở cuối hiệp 1 thì tiền đạo Ali Sojay đang hoạt động rất hiệu quả. Càn đã dần cải thiện được thế trận.
Quốc có cách biệt 2 bàn ở trong hiệp đấu đầu tiên. สำหรับการแข่งขันฟุตบอล U23 นะคะระหว่างเกาหลีกับอิหร่านนะคะซึ่งเกาหลีเอาชนะอิหร่านไปได้ 2-1 ค่ะยินดีด้วยนะคะทำให้เกาหลีนะคะผ่านเข้ารอบต่อไปโดยอัตโนมัตินะคะฉะนั้นเดี๋ยวมันตัดไปเองถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปวิดีโอของกิฟนะคะอย่าลืมไลค์ Subscribe ด้วยนะคะเทฮันมินกุ๊ก